HPNV nhưng không phải là phiên bản AMD mà các bạn đang biết, mà là phiên bản Intel chính hãng, cực đẹp, cực hot, vừa mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Trước giờ thì tôi không ủng hộ laptop xoay gập 360 độ lắm, vì rất là nhiều lý do. Tuy nhiên khi mà lựa chọn máy tính cho một chị gái làm sự kiện ấy, với các yêu cầu là nhỏ gọn, bền, đẹp, pin trâu, cảm ứng, thương hiệu lớn, thì tôi đã phát hiện ra chiếc HPNV X360 phiên bản Intel này. Và thực tế thì cái chiếc laptop đấy đã đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của chị gái kia. Chúng ta có một chiếc laptop được quảng cáo là vỏ kim loại nguyên khối. Ok, kim loại ở đây. Ở đây. Và tất nhiên rồi, cả ở đây nữa. Rất chắc chắn, đáp ứng được yêu cầu đầu bài. Tuy nhiên thì ở đây lại không có kim loại, mà ở đây chính là kính cường lực Gorilla Glass MBT rất xịn, truyền trị cho máy tính cảm ứng. Phần màn hình này có size hiển thị 13,3 inch và độ phân giải Full HD vừa đủ sắc nét, và lại còn có giải phủ màu lên tới 100% sRGB nữa, thoải mái cho bà chị kia chỉnh sửa ảnh, video, xem phim các kiểu luôn. Trải nghiệm cảm ứng đa điểm rất tuyệt với kính cường lực, đặc biệt là khi máy được cải sẵn hệ điều hành Windows 11 có giao diện tối ưu cho cảm ứng chạm. Trong hộp máy còn có đi kèm một chiếc bút cảm ứng giúp chúng ta viết, vẽ, chạm tốt hơn. Bạn nào mà bị da mồ hôi toay chắc chắn sẽ rất thích chiếc bút này vì giúp chúng ta không cần phải chạm tay vào mặt kính nhá. Chị gái còn cực kỳ hài lòng với phần bàn phím luôn. Ngoài hành trình phím sâu, bấm nảy thì máy còn cực kỳ tiện dụng trong thời đại 4.0 họp hành, tổ chức sự kiện online. Chỉ với một nút bấm, chị gái có thể tắt bật nóng từ webcam cho tới loa, micro, khỏi phải thao tác trên ứng dụng meeting phức tạp mất thời gian. Do đi sự kiện nhiều nên chị gái thường hay phải để máy ở ngoài. Cảm biến vân tay một chạm cực to được ẩn gọn vào trong bàn phím ấy, giúp ích rất nhiều trong việc mở khóa và khóa máy nhanh mà vẫn đảm bảo sự bảo mật. Thì tưởng tượng là mỗi một lần mở máy là phải kỳ cạch gõ password thì có phát điên hay không? Vì là máy mỏng nhẹ cho nên là các cổng kết nối của chúng ta chỉ vừa đủ dùng, và những cổng kết nối này thì nó cũng sẽ không to dày như các máy truyền thống. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cổng sạc AC truyền thống này, chúng ta có một cổng USB Type-A dạng kẹp tốc độ cao và một đầu đọc thẻ microSD. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một đầu âm thanh combo 3.5 này, một cổng USB Type-A dạng kẹp nữa và một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4. Và tất nhiên rồi, khi mà hỗ trợ Thunderbolt 4 thì chúng ta sẽ có luôn cả Power Delivery, có cả DisplayPort và có cả chuyển dữ liệu tốc độ cao. Và khi mà làm những cái việc đó với các cái dây cắm truyền thống ấy, thì chúng ta chắc chắn sẽ phải cần một cái đầu chuyển dạng như thế này. Phần pin và cấu hình vừa đủ cho tác vụ văn phòng. Viên pin 51Wh có trải nghiệm thực tế hoàn toàn đủ cho nửa ngày làm việc và có thể làm đầy lại rất nhanh nhờ công nghệ sạc nhanh 50% trong 30 phút. CPU Intel Core i thế hệ 11 trên NVX360 duyệt web, họp online thoải mái, thậm chí các bạn có thể sửa video 4K bằng chiếc máy này. Qua đã thử preview trên Premiere Pro vẫn chạy ok luôn. Tổng thể chỉ với 20 triệu chúng ta đã có một chiếc máy mỏng nhẹ chỉ 1,32kg nhưng mang lại thời lượng pin tốt cùng với mức hiệu suất khá dành cho văn phòng và đồ họa cơ bản. Đặc biệt thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm cảm ứng rất tốt cùng với cái trải nghiệm cầm nắm nhờ có vỏ máy bằng kim loại nguyên khối cùng với kính cường lực cực xịn. Chị gái của mình đã chốt chiếc máy này trong một nốt nhạc. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến nhé. Đừng quên bấm theo dõi để ủng hộ cho mạng Studio ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.